để thực hiện nhiệm vụ tình báo việc đầu tiên cần xác định là ta cần tin tức gì có nghĩa là yêu cầu điều tra của nhiệm vụ tình báo ấy là gì lại thêm một bài học nữa từ ông ba ông nói việc xây dựng yêu cầu điều tra là của cấp trên nhưng cơ quan tình báo phải tham mưu cho cấp trên xác định những nội dung ấy nó có ba yêu cầu một là đúng với nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân hai là phải biết nó nằm ở đâu làm cách nào để lấy ba là phải phù hợp với khả năng tình báo của ta nó phải vừa tâm vừa sức, không thiếu không thừa, không cao không thấp so với yêu cầu của quân đội. Tôi lè lưỡi, việc xây dựng và tham mưu được cho cấp trên về yêu cầu điều tra trong nhiệm vụ này đã quá khó, chưa nói đến khi đã có yêu cầu điều tra thì làm sao mà thực hiện được bây giờ. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến các đơn vị để tìm hiểu về nhu cầu của quân đội đúng là khó thật. Vì trước những câu hỏi của chúng tôi thường nhận được hai kiểu trả lời, thứ nhất là im lặng. Thứ hai là tất cả các thứ, có nghĩa là chính ta cũng không hiểu ta đang cần gì. May mà tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của ông Sáu Nam về những trang bị và công nghệ mà chúng ta đang cần, để từ đó giúp chúng tôi tìm hiểu và nắm được nhu cầu sơ bộ. Rồi thì cũng ra được một bản yêu cầu điều tra báo cáo bộ quốc phòng, coi như là những nội dung đầu tiên có tính chất thăm dò, cũng là do chính tay mình lập ra, nhưng khi trên đã thông qua, đọc lại thì cứ lắc đầu làm sao mà làm được bây giờ nhưng cứ phải đi đã rồi mới biết phải làm gì làm như thế nào có bảo bối trong tay chúng tôi dắt díu nhau lên đường sang tới nơi chúng tôi lập tức vấp phải khó khăn đầu tiên đó là khi gặp các đầu mối quan hệ làm ăn hợp tác với ta câu hỏi họ đặt ra là các anh là ai các anh từ đâu tới mục đích của các anh là gì lúc ấy chúng tôi chưa có danh nghĩa công khai lại không thể trả lời rằng đang đi du lịch cũng không thể quan hệ với tư cách doanh nghiệp bởi vì thời điểm năm 1990 Việt Nam vẫn chưa có công ty tư nhân nào có thương hiệu uy tín quốc tế mà chúng tôi thì không thể lấy tư cách công ty quốc doanh hay quân đội. Sau chuyến đi đầu tiên chúng tôi trở về và báo cáo lại tình hình, ông bà lắc đầu. Các cậu không được sử dụng danh nghĩa nhà nước, càng không được sử dụng danh nghĩa quân đội, phải dùng danh nghĩa tư nhân, phải có nội dung kinh doanh làm ăn khi sang đó, phải đứng chân được cái đã rồi làm gì? tính sao? Tôi tìm tới một người bạn thân tên HB, anh ta là cán bộ nhà nước, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng khá. Không hiểu vì sao HB nhảy sang làm kinh tế tư nhân và có một công ty kiến trúc xây dựng, làm ăn cũng khá, trụ sở ban bệ nhân viên trợ lý thư ký hoành tráng, đúng với yêu cầu của chúng tôi. Tới gặp HB tôi nói luôn, anh biết tôi là người của quân đội, bây giờ có việc cần đi nước ngoài nên tôi muốn mượn anh danh nghĩa để sang đó mới ngỏ lời như vậy, không ngờ HB đã nhanh chóng gật đầu. "Đây, công ty, con dấu, trụ sở, nhân lực, tôi để các ông toàn quyền sử dụng. Có điều, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi." Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của HB, chuyến đi sau đó của chúng tôi có thuận lợi hơn, nhất là trong việc làm hộ chiếu, xin giấy nhập cảnh, cư trú tại nước ngoài. Tuy nhiên, lại xuất hiện vấn đề các đối tượng đối tác nảy sinh nghi vấn bởi chúng tôi không có kiến thức kinh doanh cũng không biết công ty của mình làm ăn như thế nào. Khi về báo cáo, ông ba nhăn mặt. Công ty là danh nghĩa công khai, nhưng việc phải làm thật, kinh doanh thật, chứ như các cậu thì khác gì lại ông tự ở bụi này. Thế là tôi lại phải tìm đến HB để đặt lại vấn đề. Anh Thu xếp đi cùng chúng tôi vài chuyến, đây cũng là dịp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ theo anh với tư cách nhân viên của công ty. Chỉ có một đề nghị là khi chúng tôi làm nhiệm vụ thì anh không tham gia may mắn là hb tin tưởng và nhận lời đi cùng chúng tôi ra nước ngoài khi đó tôi được bổ nhiệm từ trợ lý lên làm phó giám đốc đối ngoại được dịp diện con lê cà vạt đi giày đen sách cặp da kính cộng vàng các visit các kiểu rất oách sự hiện diện của hb giúp nhiệm vụ của cả nhóm diễn ra thuận lợi ngoài ra cũng nhờ hb mà chúng tôi mở rộng mối quan hệ với các soái tại các nước sng và đông âu vốn là các lưu học sinh việt nam đang theo học ở đó trong đó có nhiều người do quân đội cử đi nhưng ở lại làm kinh tế. Số này thường làm ăn lớn, có uy tín trên thị trường và xã hội các nước sở tại. Qua đó mà sau này đã giúp chúng tôi rất nhiều trong thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn. Sau một thời gian hoạt động tại Đông Âu và các nước SNG, rồi nắm bắt cộng đồng người Việt ở đó, chúng tôi rút ra mấy kết luận. Thứ nhất, tình báo khoa học công nghệ làm ở hướng này là chính xác, hiệu quả, nhưng mà cần làm nhanh nếu không nước khác họ sẽ cạnh tranh và tìm cách cản trở. Thứ hai, người Việt Nam có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau và nói chung họ ở lại vì mưu sinh là chính. Nhưng ngoài việc mưu sinh, nếu mình động viên có chính sách đúng thì họ sẽ có đóng góp rất to lớn đối với sự phát triển của đất nước, mà trước hết là cho sự phát triển của tình báo cũng như về khoa học công nghệ quân sự. Nói về cộng đồng người Việt ở Liên Xô cũ và Đông Âu khi đó, đúng với câu trai thời loạn. Vì loạn mà hàng chục vạn công nhân hợp tác lao động bị thất nghiệp. Một số trốn ở lại làm ăn ở nước sở tại vất vả nhưng kiếm được đủ nuôi thân và còn có phần gửi về giúp gia đình tóm lại là rất khổ nhưng thu nhập còn khá hơn khi còn là công nhân lao động hợp tác và trong số này có một số cũng nhờ loạn mà nên người từ hai bàn tay trắng trở nên giàu có thường được gọi là soái hay đại gia xuất thân của các soái phần lớn là sinh viên nghiên cứu sinh đã hoặc chưa tốt nghiệp bỏ ngang ở lại làm ăn buôn lậu cũng có mà không lậu cũng có nhưng rất giàu có và ngày càng có tiếng nói trong cộng đồng người Việt cũng như với chính quyền nước sở tại. Họ là những người được đào tạo bài bản, giỏi ngoại ngữ, có đầu óc nhanh nhạy về kinh tế nên đã bỏ ra ngoài để làm ăn kinh tế. Trong đó có một số lớn sinh viên thực tập sinh quân sự được quân đội cử đi học nhưng ở lại không về nước. Theo quy định của quân đội, như thế là đào ngũ, thậm chí là vi phạm pháp luật. Nhưng cũng chính số này lại là cầu nối cho chúng tôi đi vào các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà máy chuyên về công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ quân sự vì đó là nơi mà họ đã học tập, thực tập từ hàng chục năm trước. Cũng vì thế mà họ có quan hệ mật thiết với rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học lớn ở các trường đại học, Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Quân sự của Xô Viết trước đây và Đông Âu. Thời điểm phe xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu và Liên Xô sắp tan vỡ, việc cổ phần hóa các sĩ nghiệp nhà nước ở các nước này diễn ra tràn lan, có thể nói tài sản của đất nước bị phân tán, các kho khí tài quân sự bị bán với giá rẻ mạt. Còn với các trường đại học, các viện nghiên cứu thì cả xã hội không ai quan tâm. Vì trong đó chỉ có hai thứ: giấy và chất xám. Dựa vào các mối quan hệ của các cựu sinh viên quân sự này, chúng tôi đã tới các địa điểm khác nhau để tìm kiếm các tài liệu công nghệ, các bản thiết kế khí tài. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổng công trình sư, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu chuyên môn, vốn là đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là những người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và vẫn còn giữ cảm tình với ý thức hệ cộng sản. Họ tận tình giúp đỡ các đoàn chuyên gia của Việt Nam vô điều kiện, có chăng chỉ là nhận lời dùng bữa với chúng tôi để tạo dựng sự thiện cảm. Tôi vẫn còn nhớ những vị giáo sư già, những viện sĩ cả đời không được ra nước ngoài, nhưng khi gặp nhau giữa chúng tôi vẫn có tình cảm gắn kết như những người đồng chí tin cậy. Khi đó tôi càng hiểu được uy tín của Đảng và nhà nước mình lớn như thế nào tại Liên Xô cũ và Đông Âu.